chiều ngày 25 tháng 5 đội tuyển U17 Việt Nam đã bước vào trận giao hữu đầu tiên trong khuôn khổ đợt tập huấn tại Hamamatsu, Nhật Bản. Quân xanh của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là đội tuyển của trường Trung học phổ thông Kaisikan. Đây là đối thủ nhẹ kỳ nhất trong số 4 quân xanh của đội tuyển U17 Việt Nam tại chuyến tập huấn ở Nhật Bản. Chính vì vậy, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dành sự ưu tiên nhiều hơn cho các cầu thủ ít có cơ hội được thi đấu, vừa tạo động lực cho các cầu thủ này vừa kiểm tra đánh giá khả năng kết quả tập luyện của các học trò trong giai đoạn vừa qua đội hình xuất phát của U17 Việt Nam cũng nhằm mục đích thử nghiệm và đánh giá nhân sự. Trận đấu đã được tổ chức làm 3 hiệp, mỗi hiệp 40 phút. Hầu hết các cầu thủ góp mặt trong đợt tập huấn đều vào sân thi đấu ở những thời điểm khác nhau. Ở hiệp đấu đầu tiên, đội tuyển U17 Việt Nam đã dẫn trước đội bạn 2, không nhờ cú đúc của Huỳnh Triệu. Sang hiệp 2, đến lượt công phương lập công nâng tỷ số lên 3, không cho đội tuyển U17 Việt Nam. Sang đến hiệp đấu thứ 3, tận dụng cơ hội U17 Việt Nam có dấu hiệu xuống sức, đội bạn gia tăng áp lực và có bàn gỡ rút ngắn tỷ số xuống còn 1, 3. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Theo kế hoạch, trận giao hữu kế tiếp của đội tuyển U17 Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 5 đối thủ của U17 Việt Nam là Honda FC.